Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay lại với kênh Camera tổng hợp của mình. Các bạn thấy là trên màn hình của chúng ta, các bạn thấy là máy xúc chưa? Khá là to. Và máy xúc này là máy xúc màu xanh. Bây giờ chúng ta có nhiệm vụ là đến cái xe tải kia, đi theo cái chiều hướng mũi tên nhé. Ok ok ok. Đến đây nè. Cái này thì nó dễ lái hơn là so với những cái cần cẩu mà trước đây mình đã sử dụng. Và bây giờ thì chúng ta đã đến nơi rồi mà nó không có động thái gì, thì đây có nghĩa là rồi chúng ta đã ok. Và bây giờ thì sẽ múc cát lên ô tô nhé. Cái đó sao không nhìn thấy là sao múc. Múc phát hết luôn mọi người ạ. Rồi ok, chúng ta đã xong nhiệm vụ rồi. Khá là nhanh. Bây giờ thì anh xe tải màu vàng này sẽ chuyển cát đến nơi công trường. Mọi người xem video của mình hãy cho mình một like và một chia sẻ và một đăng ký kênh nhé. Rất là cảm ơn mọi người đã luôn luôn ủng hộ Camera tổng hợp trong thời gian qua. Con này mình phải lùi đít lại. Chắc chắn luôn. Số hiệu con này khá là đẹp nha. 2274. Xe tải màu vàng. Đẹp trai. Các bạn thấy rằng mình lùi kỹ thuật không? Công trường khá là ngổn ngang và xem này thì khá là đẹp. Và chúng ta phải lấy góc cẩn thận vào lùi nào. Rồi ok rồi. Ô màu đỏ rồi, không được rồi. Can. Lùi khá là khó nhé, để nó chấp nhận được cái cú lùi này của mình thì cần phải nắn nót, khá là nắn nót rồi. Chưa được luôn. Khá là khó. Cái đầu vào hay là thường mình nghĩ là cái đít vào chứ không phải là cái đầu mọi người ạ. Đúng không? Hay là mình vào không đúng rồi. Vậy mình sẽ đổi lại nhé. Đổi lại nào. Lấy cái đầu chỗ. Hình như là được kìa. Mất thời gian ở khu vực này quá. Rồi. Các bạn thấy không? Cái này giống như cái cảm ứng của cái xe thì phải. Nếu mà chúng ta mà lùi mà không vào được á, thì chúng ta sẽ bị nó không chấp nhận, và không chấp nhận thì chúng ta khá là lâu mới vô được chuồng. Giống ngày xưa mình đi học lái xe cũng giống như là vào lùi vào chuồng á, khi nào mà điểm mà số mà lùi đúng chuẩn á, thì nó tinh tinh, có nghĩa là cái bài lùi chuồng vào chuồng của chúng ta đã thành công thì chúng ta mới được đi tiếp. Và ở đây thì nó cũng giống, khá là giống như vậy.
Và đây là một trong những loại máy ủi khá là cần cẩu khá là đẹp. Nó cao to màu xanh luôn. Rồi chúng ta vẫn giờ mình tiến lên chút xong là rồi mình mới lùi lại. Không được luôn. Rồi mình tiến thẳng nào. Rất từ từ thôi. Khi nào cái màu vàng như thế này nó mà chuyển thành màu xanh ấy, thì chúng ta với có thể là ok. Rồi đó. Ôi này. Rồi. Rồi. Các bạn thấy không? Mình nói không có sai mà. Rồi bây giờ chúng ta sẽ múc đất nào. Đây là xuống lên này, lên xuống này. Ngoạm này. Rồi xong luôn. Lên nào. Ra này. Rồi chúng ta sẽ lên level tiếp. Và chúng ta đang lên level 4. Và bây giờ thì cô Tô vẫn phải chạy đến ở cái khu vực mà vừa nãy chúng ta đổ cát. Nhưng không biết là khu vực này nó có dễ đổ như vừa nãy không. Phi hẳn xuống nhỉ. Ô. Quả đấy xe màu vàng này trên công trường khá là to. Nó tỷ lệ con này là mình theo mình đoán phỏng đoán nó tầm khoảng chở được khoảng 30 khối cát. Giờ mình sẽ cho đầu vào nhé, vừa nãy là mình cho đít vào rồi. Nếu mà đầu không được thì không đúng đấy. Đấy, xe rất cái này lái phải rất là kỹ thuật và biến đỗ. Rồi không được rồi. Chúng ta bắt buộc phải lùi lại để dè đít vào. Các bạn thấy ở trên cái trái tim màu xanh kia nó đang có một tí màu đỏ đó. Và khi chúng ta đụng xe nhiều là bị hỏng xe. Và khi bị hỏng xe thì chúng ta không qua được cái cửa này. Đây là camera từ trên cao. Rồi từ từ đã. Rồi sẽ nhừ cơm hết. Rồi thẳng qua đây. Chưa được. Rồi. Các bạn thấy không? Khi chúng ta lùi vào một cách cẩn thận thì nó sẽ điều khiển cái ô tô của chúng ta đúng đến một cái nhịp nhất định thì chúng ta sẽ vào được.
Và bây giờ video của mình đã hoàn thành nhiệm vụ một cách rất là xuất sắc rồi mọi người này. Đây, ở đây có hai loại máy, một máy cùng một loại thôi nhưng mà nó có hai màu. Và bây giờ thì mình cũng xin phép dừng video ở đây nhé. Mình đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Mọi người xem video của mình thấy hay cho mình một like và một chia sẻ để mình có động lực làm nhiều thêm video game máy xúc cần cầu cho tất cả các bạn cùng coi nhé. Bây giờ thì không nói nhiều nữa, xin chào và hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo.